Xin chào tất cả mọi người. Vừa rồi thì mình đã đến xã Quang Trọng, huyện Thạch An, trên tỉnh lộ 209. Mọi người đi rẽ từ bên trên tỉnh lộ đi vào đến từ thành phố. Tại đây thì mình phát hiện ở xã trung tâm xã Quang Trọng ấy, có một cái đồi cỏ rất là đẹp. Khi mà hỏi người dân mình biết thì là đồi cỏ Bò Lốm, nằm ngay trung tâm xã luôn, rất là đẹp mọi người ạ. Không chỉ có cảnh đẹp mà người dân ở đây họ rất là nổi tiếng từ xưa với cái nghề đan lát truyền thống. Mình đã đến xem một số cô chú anh chị ở đây làm nghề đan lát thì cái chiếu rất là đẹp, rồi là những cái họ làm những vật dụng trong đời sống thường nhật như là mệt này, rồi là cái giỏ đánh cá này, hay là những vách ngăn trên tường chẳng hạn, cũng rất là khéo tay. Theo mình được biết thì ngày xưa cô dâu đến làm, mà nói chung là trong cái việc cưới xin ấy, thì là cái quà sính lễ người dân đây nhất định phải có một vài sản phẩm đan lát như là cái sọt ngày quang, rất là hay mọi người ạ. Nếu mà đến đây mọi người đến không chỉ là tham quan cảnh đẹp mà mọi người có thể là mua một số sản phẩm từ đan lát thủ công về để làm quà rất là rẻ mà hỗ trợ người dân đây. Khi mình tìm hiểu thêm thì mới biết rằng là cái nghề truyền thống này thì nó cũng mai một rồi, bởi vì là rất là khó, nguyên liệu cũng càng ngày càng ít đi. Những người trẻ thì họ theo những nghề khác hoài nghề đủ rồi thì họ chả ở nhà làm nghề truyền thống làm gì cả. Cho nên là những cái nghề này chỉ có những người lớn tuổi biết làm thôi, còn những người trẻ hoài biết làm mấy rồi, ít lắm. Cho nên đây cũng là điều rất là đáng tiếc. Tôi xin mời mọi người xem video, nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ mình. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Thank you.